chào tất cả quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của Thanh Nguyễn ngày hôm nay ạ. Và hôm nay Thanh Nguyễn xin phép được hướng dẫn cho quý vị một bài tập 32 bước mới dựa trên nền nhạc remix của bài Chuyện tình trinh nữ tên Thi ạ. Vâng ạ, và bài này thì 32 bước nhưng mà Thanh Nguyễn sẽ chia ra làm 4 động tác, chia làm 4 động tác 8 nhịp luôn để chúng ta kết hợp bài cho nó dễ dàng hơn nhé. Vâng ạ, và như thường lệ thì video ghép nhạc Thanh Nguyễn để ở bên phía dưới phần nhận xét. Khi mà quý vị tập thuộc thì chúng ta hãy lấy video ghép nhạc để chúng ta hoàn thiện bài ạ. Vâng ạ, chúng ta bắt đầu vào bài tập thôi ạ. Thanh Nguyễn sẽ đi cùng hướng với quý vị luôn nhé. Bắt đầu ạ, ở câu 8 đầu tiên ạ. Hai tay chống hông. 1, đẩy chân trái ra. 2, thu về. 3, đẩy gót chân phải ra. Và 4, thu về. 5, 6, 7, 8 thì chúng ta bước hình quả trám ạ. 5, 6, bước chân phải lên. 7, chân trái về. Và 8, chúng ta bước chân phải về ạ. Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 8 thứ 2 ạ. Bắt đầu. 1, chúng ta bước chân trái chéo lên phía trước, hai tay đánh chéo nhau trước ngực ạ. 2, thì chúng ta đẩy hai tay ra và đồng thời đẩy chân phải ra. 3, thì chúng ta lại bước chân phải chéo về bên trái và đánh tay chéo vào nhau. 4, thì chúng ta đẩy chân trái và hai tay ra. 5, 6, 7, 8 thì chúng ta bước lùi lại và chúng ta đẩy tay, hai tay chỉ ngón trỏ thẳng về phía trước và chúng ta lùi lại đúng bước ạ. 5, 6, 7, 8. Tiếp tục đến đây thì chúng ta chuyển sang câu 8 thứ 3. Câu 8 thứ 3 bắt đầu. 1, chúng ta bước chân trái sang bên trái, hai tay giơ hình nắm đấm trước ngực ạ. 2, thì chúng ta bước chân phải theo chân trái. 3, thì chúng ta lại đẩy chân trái sang bên trái đồng thời đẩy tay theo. 4, thì chúng ta đẩy tay về và bước chân phải sát lại gần chân trái. 5, 6, 7, 8 thì chúng ta bước lại bên phải ạ. 5, chúng ta đẩy chân phải và tay sang bên phải. 6, thì chúng ta đẩy người sang bên trái đồng thời bước chân trái cạnh chân phải. 7, chúng ta lại bước chân phải sang phải, đưa tay sang bên phải. Và 8, chúng ta thu chân trái về cạnh chân phải ạ. Tiếp tục câu 8 thứ 4 ạ. Bắt đầu thì chúng ta vẫn bước chân như câu 8 thứ 3, lúc này chúng ta đánh tay phía dưới ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ạ. Đó, thì sau đó thì chúng ta lại lặp lại từ đầu ạ. Lúc này Thanh Nguyễn sẽ đếm luôn từ 1 đến 32 một lần cho quý vị nhé. Bắt đầu ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 và 32. Kết thúc bài và ta lại làm lại từ đầu ạ. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có lẽ quý vị thấy dễ không ạ? Rất là đơn giản đúng không ạ? Chỉ 32 bước thôi chúng ta kết hợp lại thì chúng ta sẽ hoàn thiện bài. Và lúc này thì Thanh Nguyễn sẽ đi cùng hướng trước mặt để quý vị nhìn tay được dễ dàng hơn nhé. Bắt đầu ạ. Chồng hông ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4,
5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 đó ạ. Và chúng ta cứ lặp lại như vậy đến khi hết nhạc thì thôi ạ. Vâng ạ. Và video này thì rất là ngắn gọn đúng không quý vị? Bài tập rất là ngắn gọn thì quý vị hãy tập nhuần nhuyễn, sau đó thì chúng ta lấy video ghép nhạc để chúng ta hoàn thiện bài nhé. Và video hướng dẫn của thầy Nguyễn đến đây là kết thúc rồi ạ. Nếu như mà quý vị thấy hay, hãy like, share và đăng ký cho thầy Nguyễn để thầy Nguyễn có động lực làm những video tiếp theo được tốt hơn và chúng ta cùng lan tỏa phong trào thể dục thể thao đúng không ạ? Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chào.